Subaru chào sân thế hệ Forester thứ 5 vào tháng 3 năm 2018, và tới cuối năm đó xe đã có mặt tại triển lãm VMS 2018. Giờ, 4 năm sau mốc thời gian trên, dòng SUV này đã quay trở lại tại triển lãm VMS 2022 vừa ra mắt hôm nay 26 tháng 10, tại Việt Nam với phiên bản facelift giữa vòng đời đã chào sân toàn cầu vào cuối năm ngoái. Trong lần giới thiệu này, Subaru cũng công bố giá 3 phiên bản Forester mới gồm IL, ILI size và 2.5 ILI sai lần lượt là 969 triệu, 1 tỷ lẻ 99 triệu và 1 tỷ 199 triệu. Về cơ bản, Subaru Forester Facelift không có quá nhiều thay đổi so với phiên bản đang có ngoài thị trường. Mẫu crossover cỡ C này cũng được nâng cấp nhẹ về ngoại hình. Dễ dàng nhận thấy điều này, qua thiết kế đầu xe được bổ sung lưới tản nhiệt hình lục giác, với những chi tiết mạ chrome màu tối mới. Tiếp đến là cụm đèn pha sắc xảo hơn và tạo hiệu ứng không gian 3 chiều rõ nét hơn. Bên trong cụm đèn pha, dải đèn LED định vị ban ngày vẫn được thiết kế hình chữ C như trước. Ngoài ra, Subaru Forester 2023 còn có cụm đèn sương mù trước hình lục giác. Ngay bên trên đèn sương mù là ba nẹp nằm ngang để trang trí. Trong khi đó, cản trước mới đi kèm ốp gầm màu bạc hoặc đen, tùy phiên bản. Đáng tiếc là thiết kế bên sườn và phía sau của mẫu crossover cỡ C này không có gì mới, trừ bộ vành la răng dưới cản sau cũng có tấm ốp gầm tương tự cản trước, tăng vẻ thể thao và hầm hố cho xe. Khu vực đuôi xe hoàn toàn y hệt phiên bản trước. Những thay đổi còn lại trên ngoại thất xe là dàn mâm 18 in mới trên phiên bản cao cấp nhất. Có thể thấy ngay cabin cũng được giữ y nguyên. Forester vẫn trung thành với thiết kế kiểu truyền thống, với đồng hồ analog sau vô lăng, màn hình trung tâm và màn hình nhỏ hiển thị nhiều thông tin vận hành. Ở lần trở lại này, Subaru Forester giữ nguyên các tùy chọn chuyển động so với những ngày đầu tiên, bao gồm các bản 4 xi-lanh 182 mã lực và 239 Nm đi kèm hộp số Lineartronic CVT và bản Hybrid eBoxer tích hợp thêm motor điện vào hộp số để tăng hiệu suất nhiên liệu và cải thiện công suất. Một nâng cấp đắt giá trên Forester 2023 là i-Sai 4.0 gồm 9 tính năng, trong đó có 3 tính năng mới là đánh lái tự động khẩn cấp, định tâm làn đường và hỗ trợ giữ làn đường. Chưa hết, hãng Subaru còn trang bị hệ thống cảnh báo mất tập trung cho người lái trên Forester mới. Hệ thống này có tác dụng cảnh báo khi phát hiện người lái buồn ngủ, mệt mỏi hoặc mất tập trung. Ngoài ra, hệ thống còn tự động điều chỉnh vị trí ngồi, góc của gương ngoại thất và điều hòa nhiệt độ theo cài đặt thường dùng của người lái. Đặc biệt, người lái giờ đây còn có thể dùng cử chỉ của bàn tay để tăng hoặc giảm nhiệt độ bên trong xe.